Thì hôm nay là cái đêm cuối cùng tụi mình ở cạnh nhau. Thì hôm nay cái tụi mình sẽ có một cái trò chơi mới, nhiều thử thách hơn. Và biết đâu được trong cái trò chơi này nó sẽ có phát sinh những cái mà chúng ta không ngờ tới được. Ok mọi người. Bây giờ á là như thế này nha. Bây giờ mình sẽ có từng cái mọi người thấy những cái vạch trắng không? Bây giờ đây là một chai nước. Ở những cái vạch dịch trắng như này nó sẽ đối diện là tương đương với một cái đại diện của Vivo Life ha. Thì nếu như mà chúng ta lăn chai nước tới mức này ở hai cái Vivo á thì chúng ta sẽ nhận được thử thách. Là thử thách là cho chúng ta tự đặt ra. Còn nếu mà tương ứng là nước thì phải uống nước. Lọc gấu bông thì sẽ nhận được gấu bông. Còn nếu như chúng ta lăn trúng cái bột mì á thì chúng ta chọn một người và chúng ta đúng rồi cùng thực hiện là ngập bột mì để sát mặt nhau. Đúng rồi, nhìn nhau. Ủa còn cái thỏi son này là sao? À thỏi son này thì mình sẽ vẽ lên mặt mà một người mình lựa chọn. Xong rồi mình hôn vô cái chỗ đó không? Cái gì? Bỏ qua đi. Nếu chai nước rơi ra ngoài thì chọn một bạn khác giới và hôn môi bạn đó. Ra lần anh yêu. Ok. Bây giờ mình sẽ ngắm cái bộ mỹ phẩm Malaysia. Trời ơi, thấy rung rung. Chậm thôi. Luôn á. Đã rồi, lên tay. Rồi. Cái gì mạnh vậy má? Ôi, em rất là vui bởi vì em đã xài suốt 5 ngày rồi và thật sự rất là tốt. Yeah, em sẽ Phấn che khuyết điểm. Chơi chữ nữa, thật sự tham vọng. Tham vị thơm với cháu ạ. Đó, hai, bắt đầu bé không ôm đương rồi. Được. Gì trắng nó hoài vậy? Sao bây giờ mọi người muốn tôi lăn vào cái lì nào? Ủa, chị gói bông đi. Gói bông hả? Gói bông hả? Gói bông đi hả? Người xì nhiều quá vậy. Chị Kim anh Khoa. Thôi mọi người, mấy cái bạn trai nhắm mắt lại đi, tôi sẽ đụng đầu. Đứng đằng sau lưng. Tôi sẽ đụng đầu sau lưng cái người đó. Đau quá hụt quá. Ê tự nhiên hụt quá. Nhắm mắt lại. Ok, không tin hiểu. Kim đã chọn Khoa là người để thực hiện thử thách. Thì đương nhiên thì không, thì Chiến không thể nào vui vẻ khi thấy cái hành động đó. Nhưng mà Chiến cũng phải nhìn thôi chứ cũng không có làm được gì. Đó là sự quyết định của Kim và Chiến tôn trọng quyết định của Khoa ấy. Cho nên mọi thứ vẫn cảm giác vẫn thấy bình thường, chỉ có hơi buồn một tí thôi. 3, 4, 5. 3, 2, 1, go.
hạnh phúc nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Thật sự luôn á. Chọn đi. Rồi biết chọn ai luôn. Chọn đi. Anh em có đề xuất không nhỉ? Không, đó là tình cảm của em. Em nên tự quyết định. Em có tin tay không? Ok. Cảm ơn ok. Thấy rồi. Anh cũng nghĩ như vậy. Em đứng cho. Kim kìa. Kim. Only 5 giây. Năm giây. Only 5 giây. Anh biết là em rất là khó. Thôi thì nếu mà em không còn làm được gì thì nữa em ráng làm đi. Đâu mà khóc với sầu. Nghiệp còn là có lòng. Anh chị ơi. Anh thích trẻ. Thôi lẹ đi, lẹ đi cục nhà. Trễ rồi. Nhanh giỏi. 5 giây. Tư thế ôn chuẩn bị. Rồi ok. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3. Thì cái chuyện đó nó tới rất là bất ngờ và mình cũng không nghĩ là nó lại tới một cách như vậy. Cho nên là trong buổi tối ngày hôm nay thì như mọi người đã thấy là có một câu chuyện rất là an nghiệt xảy ra giữa ba đứa mình. Chị Kim đã phải thực hiện thử thách đó đến 2 lần. Một cái câu chuyện tình tay ba rất là éo le, thú vị và kịch tính. Thật sự là mình cũng không biết phải nói làm sao, nhưng mà nó rất là kinh khủng, nó không thể nào xảy ra cùng một lúc trong một ngày như vậy được. Mình chưa kịp lót luôn á. 4, 5. Wow. Sao lại dựng mặt như vậy? Mình thấy hạnh phúc chưa chín? Sao? Ủa tới em rồi hả? Ok Sa. Sa ơi. Đừng có lót nha. Đấy, nó quẹo cái đường kia không biết luôn. Trời ơi. Một trong hai cái. Nhiều khi thử thách này mới cay đắng mà. Thôi ba ba. Thử thách mới nguy hiểm. Giật nhau. Cái gì giật nhau? Cái gì? Đứng lên, đừng có quay. Con bé gục ngã luôn. Thôi, tự nhiên cái hôn môi người bên cạnh 5 giây. Ủa, người bên cạnh là anh Duy cũng được vậy? Hai em chọn đúng không? Đúng rồi, em chọn đi. Em chọn đi. Chọn ai cũng có hai người đau khổ, chọn đi. Thôi anh Duy bước lên đi anh Duy, em không cần bé. Bạn ta bé nó nhìn là nó biết rồi. Anh lên đi, cho anh mắt của bé nó chịu. Chọn anh Duy. Sao mấy ngày đi xuống? 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3. Nó run kìa. Run luôn á. Nam rồi. Sao ông lại nhắc khúc đó? Bà tự bỏ ra đi, bà hôn tiếp. Rồi bà nói. Nét thiệt sự. Anh xin phép đi nước nha. Anh ước mơ đi nước nãy giờ. Nãy giờ anh ăn nhiều quá. Anh khác nước. Anh quăng đi vậy rồi. Anh nhẹ nhàng thôi nè. Ly nước rồi. Nhẹ luôn á. Xong rồi. Anh nói tới rồi, ly nước rồi. Em chọn đi. Tiếp. Yeah. Nhớ nhìn mắt nhau nhá. 1, 2, 3. Bắt đầu. 2. Đến đi. 3. Xì đi tiếng ơi, xì đi tiếng ơi. Xì đi tiếng ơi. 6. Cho lại đâu. Cứ một lần nào. Đến lại một lần. Ok. Rồi. Em xin lỗi anh. Nào, chúng mình nhìn. Nào, bắt đầu mật ra. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. 2. Sai con là ra vậy? 4. 5. Thở đầu ơi. Xỉ tiếng, xỉ tiếng. 7. Xì đi, 14. 15. 16. 17. 18. Bắt ra. Cái gì vậy trời? Xì. Ủa tới cái 20 lần tại sao lại phụt ra một cái vậy? Em tin chị. Khoa chọn cái gì? Ok. Ê, gửi nhận nha. Lăng. Anh đồ. Cái này là cái giày lên đầu nè. Thử chọn anh coi. Trời ơi, tôi cười chết luôn mọi người ơi. Sao hả?
thể dính như này. Nào, biết nhá. Ủa em nói không cười nha, mà từ từ. Nào, cười. Đừng em đi. Rồi, bình tĩnh nha. Bình tĩnh. Nhìn mắt nhau rồi, nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi, dừng ở dây thứ 8. Ông cười trước kệ cho ông phải em cười. 8. Ông cười chứ không phải em. Rồi, ok. Mấy cái xe rồi. Bắt cửa xe rồi mày. Còn không cười được. Mở chiếc xe. Nào, 10, 2, 3, nhớ tháng mùa 14, yeah! Đi, chúng ta về phòng thôi. Khi các chàng về phòng chuẩn bị ngủ, thì lại vắng mặt một thành viên. Ôi, nhìn đẹp quá. Ừ. Ôi, khóa đâu ta? Người vắng mặt ấy hiện đang ngồi chờ một cuộc hẹn. Sao mặt hoa đỏ vậy? Không hỏi gì không? Nếu mà tôi hỏi thì phải hỏi lại nha. Ok. Hỏi hỏi trước đi. No, lady first. Ok. Có nhiều nam ở trong đây tiết kiệm luôn. Ừ, thì sao? Thì Khoa mới nói chuyện với mấy nam đó và giống bạn thân người. Thì? Thì không muốn mấy bạn đó buồn luôn. Vậy thì Kim sao? Không biết. Kim cũng buồn luôn hả? Hả? Đáng rồi. Đáng xem. Không biết đâu. Không. Trời. Biết nói chuyện với Quy Anh rồi. Đúng không? Quy Anh thì sao? Quy Anh thích Kim đúng rồi đúng không? Lỡ gì chị, anh? Chị... Chiến hả? Chiến. Sao? Quan trọng đó là Kim mà. Ừ, biết mà. Ừ. Kim chọn ai? Này là câu hỏi hả? Mà tao có thể hỏi một câu không? Được. Hỏi gì? Khoa có thích Kim không? Khoa có thích Kim không? Sợ lắm á. Chứ không phải là bạn bè à. Tại vì tôi thấy không chắc. Không. Không. Không hết. Không. Không. Không có. Nhưng mà cũng cũng thích. Hiểu không? Không. Không có nhưng mà cũng thích là sao? Nói chuyện với Hà ngồi là để không nói nữa có mọi người là Khoa cũng thích em nhưng mà không có ý nghĩ gì, chưa có ý nghĩ gì, hiểu không? Và mới bắt đầu nói chuyện là người ta thích rồi, giống chín nhà hai này thôi. Dạ, chín nhà thích mau rồi. À. Nhưng mà Khoa là khác. Khoa là phải đợi lâu hơn. That's why 5 năm, 6 năm giờ Khoa chưa có bạn gái. Vì mấy con gái muốn bạn trai bạn gái sớm quá rồi. Hiểu không? Như vậy thì thế là Khoa có cảm thấy là có thể tìm hiểu một người giống như Kim. Thế là tụi mình có thể tìm hiểu nhau. Có suy nghĩ gì không? Còn chưa suy nghĩ đó luôn á. Không biết. Không biết. Cũng vui, cũng dễ thương mấy đó. Nhưng mà... Mấy cái đó. Thật sự. Nhưng mà là... Cái gì vậy trời? Cũng không. Giống là... Không biết luôn. Thế là kiểu Khoa muốn tìm hiểu lâu hơn một người đúng không? Đúng. Nhưng mà lỡ ngày mai
tôi đồng ý với người khác hay sao? Còn bạn thân không? Chắc là có rồi. Là ý là Khoa biết là Kim thích Khoa, nhưng mà Khoa không muốn. Đâu có đâu. Ồ, không có. Không sao. Biết rồi, chọn Khoa rồi nhưng mà muốn chọn ai nhưng mà Kim chọn Khoa. Nhưng mà ý đó là Khoa không muốn bị, Khoa không muốn là để cho Kim là thấy là gì à? Không biết nói nữa. Nói tiếng Anh đi. It's like, how do I say it? I like you, but I don't know if I like you as a friend or as a person that I could see in the future. You understand? Yes. Because like, it's like the same with Hang, like we get along, but for me, I already saw her as a, just a friend, you know?